Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy có 3 người chết và 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 8 tháng 12. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo về việc tại nhà ông Nguyễn Thế Điểm sinh năm 1959 và bà PTL sinh năm 1957 ở ngõ 98 Khúc Thừa Dụ thuộc tổ 10 phường Vĩnh Niệm xảy ra cháy. Sau khi nhận được tin báo, thì Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm bất tỉnh tại vị trí cách cổng đám cháy khoảng 5m và khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Biển Hải Phòng, thì đồng thời cũng tiến hành các biện pháp chữa cháy. Nguyễn Thế Điểm cho biết trong nhà còn 3 người khác là bà PTL và vợ chồng ông NVL sinh năm 1963, bà HTL sinh năm 1960 là hàng xóm nhà ông Điểm chưa chạy ra ngoài được. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường và phát hiện phía trong ngôi nhà bị cháy có 3 thi thể. Tiến hành đấu tranh, Nguyễn Thế Điểm khai nhận vào sáng sớm ngày 8 tháng 12, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà PTL xảy ra cãi vã xô xát. Sau đó thì Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông NVL và bà HTL khi hai người sang can ngăn. Do bị cả ba người xông vào đánh trả nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông NVL, bà HTL và bà PTL cho đến khi cả ba người ngã gục xuống sân. Ngày 9 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Điểm để điều tra theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 12, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng quản lý thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất cửa hàng Trang Nemo tại 269C và 269D, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây phát hiện nhiều quần áo, hoa tai, giày dép, túi sách có dấu hiệu không hóa đơn chứng từ, giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Tại cửa hàng của Nguyễn Xuân Hương Trang, còn gọi là Trang Nemo, có rất nhiều quần áo, hoa tai, phụ kiện túi sách gắn mác của các nhãn hiệu nổi tiếng như Fendi, Chanel, Dior. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cho biết đơn vị vẫn tiếp tục kiểm đếm, phân loại và xác minh giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa đang trưng bày. Trang Nemo cũng đang bị truy tố về cùng tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù. Theo cáo trạng được tuyên bố ở phiên xét xử chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua, Trang có mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online và có hẹn gặp ở cửa hàng của Trang để giải quyết. Ngày 16 tháng 1 năm 2022, Trà My đi cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang như đã hẹn. Trong quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng. Yến vào can ngăn và cùng bị hội của Trang hành hung. Vì vụ việc được Trang Nemo livestream trực tiếp nên đã thu hút rất nhiều người đến cửa hàng theo dõi, gây mất trật tự trên địa bàn.